lời cảnh báo của Chúa Giêsu đối với thành Jerusalem vì sự giữ lòng, vì sự chống bán đối với con của Thiên Chúa, đối với người của Thiên Chúa là một lời cảnh báo cho chúng ta khi chúng ta không có bóng nhân chính Chúa Giêsu ngày đã đến ở trần gian, ngày đã chấp nhận chết và sống lại để cứu độ cho con người. Cái niềm tin và lời mời gọi vẫn còn đó, nhưng cái niềm tin và lời mời gọi vẫn mời gọi của từng chúng ta thể hiện ở trong cuộc sống bằng đời sống nào, bằng đời sống thánh thiện đạo đức, bằng những lời cầu nguyện thiết thực, bằng việc bạn ấy yêu thương. Đó phải chăng cũng là những cách thức để chúng ta làm cái niềm tin của chúng ta và làm cái niềm tin, cái niềm tin, sự niềm tin của chúng ta được minh chứng một cách rõ ràng nhất để chúng ta cũng có thể được đón nhận ân sủng của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và xin Chúa cho chúng con ý đức rằng bước theo Chúa là phải chấp nhận khốn khó, bước theo Chúa là phải chấp nhận hy sinh, để rồi qua cái việc hy sinh đó chúng con sẽ cảm thấy được tình thương, chúng con sẽ cảm thấy được ân sủng của Chúa dành cho chúng con ở trong cuộc đời. Amen.